Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Tin học cho người khiếm thị. Quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn về cách khắc phục lỗi không tải được bài viết trong ứng dụng đọc báo VNR4B. Như các bạn cũng đã biết, ứng dụng đọc báo VNR4B của tác giả Lê Anh Tuấn là một ứng dụng hết sức thân thuộc đối với người khiếm thị. Bản thân tôi và nhiều người khiếm thị khác cũng rất yêu thích ứng dụng này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ứng dụng đọc báo VNR4B đang bị lỗi không tải được bài viết. Để khắc phục lỗi này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video dưới đây. Trước hết, các bạn cần vào cửa hàng Play tìm kiếm từ khóa VNR4B để kiểm tra xem máy của các bạn đã được cài phiên bản mới nhất hay chưa. Bây giờ tôi sẽ vào cửa hàng Play. Cửa hàng Play. Các bạn kích đúp vào cửa hàng Play, sau đó vuốt từ trái sang phải tới nút tìm kiếm ứng dụng. Tìm kiếm ứng dụng và trò chơi ô nhập liệu. Các bạn nhấp đúp vào đây. Hiện bàn phím tiếng Việt QWERTY. Sau đó các bạn nhập từ VNR4B. VNA4B. Tiếp theo, các bạn kích vào nút tìm kiếm. Tìm kiếm. Đã ẩn bàn phím tiếng Việt QWERTY. Các bạn tiếp tục vuốt từ trái sang phải. Điều hướng lên VNA4 tìm trên Google Play, tìm kiếm bằng giọng nói, ứng dụng đọc báo thế hệ thứ 2 cho người khiếm thị. Các bạn thấy rằng ứng dụng đọc báo thế hệ thứ 2 cho người khiếm thị, đây chính là ứng dụng VNR4B. Tiếp tục vuốt. Hình ảnh ứng dụng hoặc biểu tượng mở. Các bạn nghe thấy từ mở. Do máy của tôi đã được cài phiên bản mới nhất, vì vậy nó sẽ có nút mở. Nếu máy của các bạn chưa được cài phiên bản mới nhất, ở đây sẽ có nút cập nhật. Và các bạn nhấn đúp vào nút cập nhật để cập nhật phiên bản mới nhất. Sau khi cập nhật xong, các bạn sẽ kích vào nút mở. Bây giờ tôi sẽ kích vào nút mở. Trang chủ. Tùy chọn khác nút. Chủ đề nút. Danh sách lưu nút. Chủ đề nút, tùy chọn khác nút. Mục sau tin mới, bài trở về nút. Bật chia sẻ nút. Thêm đọc hoặc dừng đọc, không có bài viết, nút. Các bạn sẽ thấy thông báo là không có bài viết. Bài trước không có, nút. Để sửa lỗi này, các bạn làm như sau. Tìm tới nút, tùy chọn khác. Chủ đề nút, tùy chọn khác nút. Sau đó các bạn nhấp đúp. Tiếp theo, các bạn vuốt từ trái sang phải. Cài đặt, cập nhật cấu hình báo. Các bạn thấy dòng cập nhật cấu hình báo. Các bạn nghe lại mục này. Cập nhật cấu hình báo. Các bạn nhấp đúp vào mục này. Trang chủ. Cập nhật cấu hình báo thành công. Tiếp theo, các bạn sẽ nghe thấy thông báo cập nhật cấu hình báo thành công. Bây giờ các bạn sẽ thoát ra. Trở về nút. Bấm back lần nữa để thoát, trở về nút. Trở về nút. Trang chủ One UI. Sau khi các bạn thoát ra, các bạn sẽ mở lại ứng dụng VNR4B. VNA4B Pro đọc báo. Trang chủ. Giả sử tôi sẽ mở một chủ đề nào đó. Chủ đề nút. Chủ đề. Đào tạo thi cử, thể thao. Tôi sẽ mở mục thể thao. Đăng tải mục thể thao. Thể thao. Mục thể thao có 91 bài hiện tại, Ronaldo có thể bị loại khỏi các trận đấu World Cup 5 giờ trước. Như vậy các bạn đã thấy mục thể thao có 91 bài. Như vậy ứng dụng đã tải được bài báo. Tôi sẽ đọc thử một bài. World Cup 2022, hàng loạt cầu thủ mẫu, siêu máy tính dự đoán kết quả trận Qatar và Ronaldo có thể bị loại khỏi các trận đấu World Cup 5 giờ. Tôi sẽ đọc bài này. Ronaldo có thể bị loại khỏi các trận đấu World Cup 5 giờ. Đăng tải bài, Ronaldo có thể bị loại khỏi các trận đấu World Cup. Đăng nhập, Ronaldo đã gặp khó khăn trong mùa giải này cả trong và ngoài sân cỏ. Gần đây, siêu sao của Bồ Đào Nha đã gây chú ý không đáng có trong cuộc phỏng vấn giật gân với nhà báo Piers Morgan. Chân sút 37 tuổi một lần nữa vắng mặt trong trận giao hữu cuối cùng với Bồ Đào Nha khi họ giành chiến thắng Nigeria 4-0 do viêm dạ dày. Huấn luyện viên Fernando Santos đã bóng gió về việc có thể loại bỏ ngôi sao đang gây tranh cãi và không có phong độ tốt của Manchester United. Như vậy là các bạn đã sửa lỗi thành công. Trên đây, tôi vừa chia sẻ với các bạn về cách khắc phục lỗi không tải được bài viết trong ứng dụng đọc báo VNR4B. Nếu thấy video này hay và hữu ích, quý vị và các bạn nhớ chia sẻ cho nhiều người được biết và đừng quên đăng ký kênh Tin học cho người khiếm thị để sớm cập nhật những video, những thủ thuật tin học mới nhất.
Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh. Xin chúc quý vị và các bạn luôn hạnh phúc, may mắn và thành công. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.